Chào các bạn, hôm nay mình đang đứng tại khu vực bãi Thùy Vân, đường Thùy Vân ha. Thì đây là khu vực bãi sao của Vũng Tàu. Thì mình đang đi vào vòng mùa bão đây. Thì ở trên mạng và trên thông tin đại chúng bảo là mùa bão thì đi đâu hết. Tuy nhiên thì hôm nay mình muốn show cho các bạn xem là khu vực, mặc dù là nói bão bão nhưng mà mình phải xem khu vực bão đó mình đi theo hướng nào. Tuy nhiên mình chạy ra đây thì mình thấy thời tiết đây cũng tương đối khá là đẹp. Thì các bạn thấy đó, khu vực bãi biển, kế bên bãi biển là khu vực san hô xanh đó. Thì vào ban ngày thì các bạn thấy nó là một cái bãi giữ xe thôi đó, nó có cái bảng để chữ san hô xanh. Vào ban đêm thì các bạn sẽ thấy nó đây là một khu vực rất là nhộn nhịp. Thùy Vân thì khách sạn màu vàng các bạn thấy là khách sạn Victory, kế bên là đường La Văn Cầu, nó đi ra đường Thùy Vân bãi sao. Đó, các bạn thấy là phía trong nó có những cái building lớn là mình quay từ trên cao mình quay xuống. Đây là một ngày bình thường trong tuần thôi chứ không phải ngày thứ bảy chủ nhật. Thay vào ban đêm các bạn thấy tại khu vực bãi Thùy Vân thì vào ban đêm á, đây khu vực nhìn xa xa đó là khu vực bãi biển á, bạn thấy những cái đèn lóe sáng nhỏ nhoi thì đó là nhờ những cái tàu đánh cá đó. Các bạn thấy cái đèn thì mấy bên tay trái các bạn thấy là khu bãi san hô xanh đó. Thì đây là vào ban đêm thì đây là giống như một cái chợ đêm vào tại khu vực bãi sao. Thì trong khu vực này họ bán rất là nhiều về quà lưu niệm cũng có, và những cái quầy bán hàng đồ ăn thức uống đầy đủ hết. Nói chung các bạn cũng có thể qua đây để trải nghiệm khu vực này để xem họ bán những cái vấn đề, những cái món ăn nào, đặc sản nào. Đó, cái đường phố Thùy Vân, cái đường Thùy Vân các bạn thấy cái cũng rất là đẹp. Và mà đây mình quay ngược vô đường La Văn Cầu vào ban đêm, các bạn thấy vào ban đêm của ngày bình thường. Nói chung là cũng ít nhộn nhịp lắm, khu vực này nhộn nhịp chỉ vào thứ bảy chủ nhật là dân người ta đi tắm biển, người ta đi chơi này nọ thì nó mới đông, chứ thường ngày thường ở đây thì nó cũng vắng. Cái kế tiếp là mình sẽ quay khu vực bãi san hô xanh vào ban đêm như thế nào cho các bạn xem. Thì tại khu vực ở trong đây thì các bạn thấy đó, cái bảng hiệu bãi san hô xanh đó. Đây, ở đó là cái quầy bán đồ ăn thức uống, dọc theo đó có rất là nhiều quán nha. Rồi kế nữa là cái quà lưu niệm, những cái kiosk, những cái sạp nhỏ nhỏ các bạn thấy đó là nó bán quà lưu niệm. Quà lưu niệm ở đây thì nó có rất là nhiều đồ về móc khóa ha, móc khóa đồ chơi rất là nhiều các bạn thấy. Khu vực ở đây nó cũng khá là rộng. Hiện nay thì nó có khu vui chơi cho trẻ em. Trong khu vực này là nó có những cái khu vui chơi cho lái xe, lái những cái xe điện á. Có thể các em khoảng 3-4 tuổi các em có thể chơi tại khu vực này cũng được. Các bạn có thể dắt cho con em mình vào đây chơi vui vào ban đêm.
ngay khu vực ba quà lưu niệm. Đây khu vực bán đồ chơi. Các bạn thấy kênh hay, các bạn vui lòng nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Để chúng tôi càng ngày chúng tôi có điều kiện chúng tôi tạo những cái video clip khác cho các bạn xem. Xin chào các bạn.